Tập 14. Thưa các bạn phóng viên báo chí, khoảng thời gian trước, các vị vô cùng có hứng thú với Yên Vũ Tiêu Tương của chúng tôi. Thế nên hôm nay, chúng tôi quyết định mời các bạn tham quan nhà bếp, nhà hàng Tử Khâm của chúng tôi dưới sự giám sát của Bộ Y tế. Thật sao? Không phải chỉ nói suông thôi chứ. Mọi người có thể đi theo nhân viên của chúng tôi tham quan mọi ngóc ngách. Các anh đã chuẩn bị từ trước, đương nhiên không sợ chúng tôi tới chụp hình. Vấn đề này hỏi rất hay. Yên Vũ Tiêu Tương từ lúc thành lập tới nay đã được hơn 20 năm. Trước đó chưa từng xảy ra loại chuyện giống như vậy. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ đây chính là sự đảm bảo chất lượng của Yên Vũ Tiêu Tương chúng tôi. Đương nhiên, nếu các vị phóng viên cứ nghĩ như vậy thì tôi cũng hết cách. Tại sao lại lựa chọn làm như vậy vào trong ngày hôm nay? Thời gian trước, vụ việc ngộ độc đã tạo nên ảnh hưởng nhất định đối với Yên Vũ Tiêu Tương chúng tôi. Danh tiếng đã bị tổn thất. Chúng tôi vẫn có thể đợi sau khi điều tra có kết quả rồi mới đứng ra thanh minh. Nhưng mà phong cách làm việc của chúng tôi chính là xảy ra chuyện gì thì phải giải quyết chuyện đó, chưa từng kéo dài. Uống chút nước đi. Có phải chị lo lắng là Tư Tiến sẽ không đồng ý chuyện liên hôn hay không? Đây không phải là việc nó có đồng ý hay không. Nhưng mà lỡ như nó giống lần trước không tới thì sao? Không thể quan tâm nhiều như vậy. Huống hồ mọi thứ chị làm đều là vì tốt cho nó. Tuy rằng nhìn thì Yên Vũ Tiêu Tương của chúng ta thực lực không mạnh bằng tập đoàn Thường Ích, nhưng mà chúng ta cũng không hề kém. Nói sao thì cũng có thể coi như môn đăng hộ đối. Điều quan trọng nhất là Giai Tử yêu Tư Tiến như vậy, thích nó như vậy. Nhưng mà Tư Tiến nó không có nhân gì hết. Chị đã quyết định. Được, vậy chúng ta thu dọn một chút. Chị à, mắt kính kia không đeo kính râm nữa, cũng không cần giả vờ, mở rồi. Giám đốc Lý, anh đã đọc báo hôm nay chưa? Vẫn chưa, sao vậy? Buổi họp báo mà hôm qua anh tổ chức vô cùng hiệu quả. Bên Bộ Y tế đã đăng bài thanh minh cho thực phẩm của chúng ta trên các trang chính thức. Tôi nói cho anh biết, tôi nói rồi mà, đám phóng viên của Tùng Sang ẩm thực kia ai nấy đều ham ăn, ai mà biết đã ăn đồ ăn hư ở chỗ nào. Đúng rồi, còn một tin tốt nữa. Tin tốt gì? Giám đốc Giang chủ động hẹn gặp chúng ta. Lúc nào? Lúc nào cũng được. Bây giờ đi. Đi thôi. Không phải chứ. Tư Tiến, vốn dĩ bản kế hoạch này là bản hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy. Hơn nữa lần này cậu lại thể hiện cho bên ngoài thấy năng lực giao tiếp xử lý nguy cơ. Quan trọng nhất là cậu có một đội ngũ nhân viên có thể liều mình vì cậu. Tôi rất coi trọng cậu. Hợp tác vui vẻ. Cảm ơn sự tín nhiệm. Cảm ơn. Gọi điện cho Lưu Vĩnh Phúc, nói là tôi muốn gặp anh ta. Anh ta vẫn luôn trốn chúng ta. Gọi điện anh ta có nghe máy không? Bình thường sẽ không nghe máy, nhưng mà hôm nay chắc chắn sẽ nghe. Gọi đi. Tôi đang lái xe mà. Không an toàn đâu. Ông chủ Lưu, hôm nay coi như thỏa lòng anh rồi. Cảm ơn nha.
Hôm nay có thời gian không? Đi xông hơi một chút. Thôi, hôm nay tôi còn có chuyện. Để hôm khác đi. Được rồi, để hôm khác. Được rồi, cáo từ. Trước đây vẫn luôn có người đồn đại tập đoàn Thường Ích chúng tôi và Yên Vũ Tư Tương có bất hòa. Hôm nay chúng tôi sẽ dùng hành động thực tế để đập tan những lời đồn đó. Chủ tịch của Yên Vũ Tư Tương và các thành viên ban giám đốc hôm nay đều có mặt. Tiếp theo, xin mời chủ tịch tập đoàn Thường Ích Trần Dĩ, Trần tiên sinh phát biểu. Tôi tin rằng lần đầu tư này nhất định sẽ giúp tập đoàn Thường Ích có được lợi ích lớn hơn, cũng sẽ giúp Yên Vũ Tiêu Tương tiếp thêm được nguồn máu mới. Hợp tác giữa hai bên sẽ tạo nên lợi ích lớn hơn. Xin hỏi, việc hợp tác mới là điểm mấu chốt để Yên Vũ Tiêu Tương lên sàn chứng khoán sao? Tôi tin rằng có nguồn vốn mạnh rót vào sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc Yên Vũ Tiêu Tương lên sàn chứng khoán. Thời gian trước vẫn luôn có tin đồn rằng Yên Vũ Tiêu Tương sẽ lên sàn chứng khoán. Tại đây tôi có thể nói với mọi người, chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị. Được rồi, lần này tập đoàn Thường Ích đã hợp tác với Yên Vũ Tiêu Tương, vậy thì tại sao tổng giám đốc Lý Tư Tiến lại không có mặt? Có phải là vì sợ phải đối mặt với cô giai tử? Bất kể là báo Lá Cải hay tạp chí Tài Chính đều rất quan tâm tới chuyện quỷ hôn lần trước. Anh Lý Tư Tiến và cô giai tử vẫn luôn được xưng là kim đồng ngọc nữ. Đối với sự việc lần trước, anh Lý Tư Tiến thậm chí còn đăng Weibo để nói rõ, nhưng mà vẫn chưa đưa ra được lý do hợp lý. Dừng. Cậu thuộc công ty truyền thông nào vậy? Câu hỏi này không được nhắc tới trước đó. Đúng, câu hỏi này quá không chuyên nghiệp. Câu hỏi tiếp theo. Cảm ơn các vị đã so sánh tôi và Lý Tư Tiến là kim đồng ngọc nữ. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu, chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường. Chúng tôi cũng có cuộc sống tình cảm và mâu thuẫn riêng, đúng không? Chị đang làm gì vậy? Luyện cơ ngực. Hai lưng như chị thì đừng luyện làm gì. Chị nằm ra còn tưởng chị đang bò. Bớt lại đi. Em muốn chết à? Em nói lại lần nữa đi. Được rồi chị, điều này chứng tỏ chị đã bước ra khỏi chuyện thất tình rồi. Em cút đi. Ai vậy? Bố về rồi. Chị đi mở cửa đi. Lát nữa chị tính sổ với em sau. Chị vẫn còn kém lắm. Đi theo anh. Bỏ tay. Bỏ tay ra. Em đi theo anh. Bỏ ra. Lý Tư Tiến. Anh làm gì vậy? Anh đưa em đi đâu? Lát nữa em sẽ biết. Anh có ý gì chứ? An Đông, lái nhanh lên. Dạ. Bác Tài, nhanh lên một chút. Vội như vậy làm gì? Đi bắt giang à? Bắt cốc. Dừng xe. Dừng xe. Anh làm cái gì vậy? Nhanh lên một chút. Anh à, anh làm gì vậy? Bỏ ra. Bỏ ra. Anh làm gì vậy? Chị tôi đâu? Tôi không biết.
Xin hỏi tập đoàn Thường Ích và Yên Vũ Tiêu Tương có nhân cơ hội này liên hôn không? Không loại trừ khả năng này. Bỏ tay ra, tôi không đồng ý. Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ. Tôi tới là để tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, tập đoàn Thường Ích sẽ không góp cổ phần vào Yên Vũ Tiêu Tương. Thứ hai, cũng không có khả năng liên hôn thương mại. Nè, giám đốc Trần, xin lỗi. Giai tử, anh không thể lấy em. Chuyện này là sao? Người yêu của tôi là Trương Di, và tôi sẽ lấy cô ấy. Em không muốn. Chị à, đi mau lên. Cô Trương, cô Trương, mọi người đừng chụp nữa, đừng chụp nữa. Các vị phóng viên đừng chụp nữa. Giám đốc Trần, thành thật xin lỗi. Chuyện này, Ngọc Hương, đừng chụp nữa, đừng chụp nữa, đừng chụp nữa. Mọi người, đừng chụp nữa. Đừng chụp nữa. Bác à, mau ra đây. Lấy sữa chua, lấy sữa chua. Bị sao vậy? Bị dọa sợ. Vivi, cháu làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng sợ. Đừng sợ mà. Có bác ở đây. Được rồi, khóc đi. Khóc ra được là tốt. Khóc đi, khóc đi. Khóc ra được là tốt. Ai cho mấy người chụp? Còn chụp nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Không được chụp, không được chụp. Đưa đây, đưa thẻ nhớ đây. Anh làm gì vậy? Cút, không được chụp. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sao đây? Cút, cút hết, không được chụp. Có chuyện gì vậy? Đánh chết em, phóng viên. Phóng viên gì chứ? Phóng viên ở hiện trường kết hôn lúc nãy. Sao lại chạy tới nhà chúng ta? Con gái à, loại người như vậy căn bản không đáng để con đau lòng. Hay là như vậy, bố cho con tiền ra ngoài giải tỏa. Đúng rồi, lần trước không phải con nhắm trúng một chiếc xe giới hạn à? Muốn mua thì cứ mua. Bố cho con tiền. Giai tử, uống ly nước đi. Con chịu quá mức rồi, mẹ hiểu. Muốn khóc thì cứ khóc ra. Mẹ, con lại khiến cho mọi người mất mặt rồi.
đều tải cái tên Lý Tư Tiến. Hết lần này tới lần khác, rốt cuộc cậu ta coi nhà chúng ta là cái gì? Nhà họ Trần chúng ta không tới lượt cậu ta dung tay dung chân. Con không cam tâm, con thật sự không cam tâm. Trần Giai Tử con có điểm nào không tốt chứ? Tại sao anh ấy lại không chọn con? Con à, tình yêu có là có, không có là không có, không thể cưỡng cầu. Con tuyệt đối đừng quá đắm chìm vào. Con không quan tâm, con chỉ muốn gả cho Lý Tư Tiến. Con có chết cũng muốn gả cho anh ấy. Sao con lại bướng như vậy? Con là một đứa con gái, con phải có chút tự trọng chứ. Cậu ta trêu đùa con như vậy còn chưa đủ à? Bố cho con ra ngoài du học đúng là quá thất vọng. Bố nói cho con biết, dù đàn ông trên đời này có chết hết, bố cũng sẽ không để cho con gả cho Lý Tư Tiến. Con tự kiểm điểm lại đi. Mọi người không biết đâu, lúc mà cháu bước ra ngoài ngầu biết bao nhiêu. Còn chị cháu nữa, nói thẳng một câu, em không muốn. Nếu đổi lại là người khác đã đầu hàng từ lâu rồi. Bây giờ nghĩ lại quả thực như đang nằm mơ vậy. Chị à, ăn táo đi. Vivi, Vivi, em gọi con kìa. Con không muốn ăn. Bác cảm thấy thằng bé Lý Tư Tiến này cũng không tệ. Vivi à, cháu thật sự không thích cậu ấy nên mới chia tay à? Bác cảm thấy nếu như cháu thích thì nên nắm bắt. Không có gì là thích hay không thích. Chúng cháu vốn dĩ là người của hai thế giới. Khi chúng ta còn trẻ đều nói là phải phá bỏ ràng buộc phong kiến. Bác cảm thấy cháu bây giờ như vậy, hiện thực đều cần con người thay đổi mà. Được rồi bác ơi, còn trói buộc phong kiến gì. Bây giờ cháu cảm thấy môn đăng hộ đối cũng rất tốt. Vivi à, là bố có lỗi với con. Bố nói gì vậy? Bố không có năng lực để cho con một gia cảnh tốt, khiến con bị người ta xem thường, còn khiến con phải chia tay với người mình yêu. Bố thật sự xin lỗi. Bố à, đừng nói như vậy. Gia đình chúng ta rất tốt, con cũng rất tốt, vô cùng tự tin. Thật mà, bố đừng lo lắng, con sẽ xử lý. Lý Tư Tiến gọi, xem đi, con đã nói mà. Ai cho em cầm điện thoại của chị? Thần kinh à, em quan tâm chị, không cần em quan tâm. Bố, bác à, con sẽ xử lý. Mọi người đừng lo lắng, con ra ngoài một chút. Có cần em đi chung không? Không cần. Cẩn thận đấy, yên tâm đi ạ. Tìm em làm gì? Anh muốn nói chuyện với em. Em không muốn nói. Buông tay. Bỏ ra. Buông tay ra. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại kéo em tới buổi họp báo
bởi vì anh yêu em. Được, anh yêu em. Dạ, nói cho em biết, cách yêu là như vậy à? Em không chấp nhận được. Còn nữa, em đã nói rất nhiều lần, em không thể ích kỷ như vậy. Em không thể để anh quỷ hoại bản thân mình, quỷ hoại Yên Vũ Tiên Tương. Bây giờ em rời xa anh mới thật sự là quỷ hoại anh. Giữa chúng ta chỉ có tình yêu. Tình yêu không giúp được gì cho Yên Vũ Tiêu Tương, anh còn không hiểu à? Nhưng mà không có em, anh cần những thứ đó để làm cái gì? Đúng, bây giờ anh nói như vậy là bởi vì cái gì anh cũng có. Nhưng mà anh có từng nghĩ qua, một ngày nào đó anh nghèo rớt mồng tơi, không còn gì cả, anh phải làm sao đây? Cho dù có ngày đó, anh cũng sẽ không dùng hôn nhân của mình để đổi lấy sự nghiệp. Anh tin rằng bằng sự cố gắng của bản thân, mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn. Anh không hy vọng em sẽ rời xa anh lúc này. Em có hiểu không? Tư Tiến, tình yêu và hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Chúng ta không hề môn đăng hộ đối, ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc. Anh về đi. Công ty cần anh, mẹ anh càng cần anh. Em không thể cứ kéo chân anh mãi được. Bây giờ anh có thể nói với em, anh có thể không cần Yên Vũ Tiêu Tương, nhưng mà anh không thể nào thiếu em được. Cảm ơn anh đã quan tâm em như vậy, nhưng mà mẹ của anh sẽ không đồng ý. Vivi à, một mình mẹ anh nuôi lớn anh không dễ dàng gì. Anh không thể hoàn toàn mặc kệ cảm nhận của bà. Đúng, mẹ của anh rất có nhiều vấn đề, tính khí bà ấy không tốt. Nhưng mà anh tin có một ngày bà ấy sẽ chấp nhận em. Em cũng tin sẽ có ngày đó. Nhưng mà chờ quá lâu, em chờ không nổi. Vivi à,这城市渐入夜色，当爱情经过，幸福的能有几个？没有人再爱我，没有人再等我，我想我不会寂寞。这城市人太冷漠，太脆弱，结果。 孤单的只剩下我一个人走了太多。 Người tôi yêu là Trương Vi, đồng thời tôi sẽ cưới cô ấy. Giữa chúng ta chỉ có tình yêu, mà tình yêu thì không giúp được gì cho Yên Vũ Tiêu Tương. Anh còn chưa hiểu à? Không có em, anh cần những cái đó để làm gì? Trong buổi họp báo của Yên Vũ Tiêu Tương và Bất Động Sản Thường Ích đã xảy ra một vở kịch như trong phim. Người chuẩn bị thừa kế Yên Vũ Tiêu Tương, Lý Tư Tiến, đã tuyên bố không thể hợp tác, đồng thời cầu hôn một cô gái ngay trước mặt công chúng. Cô gái này tên là Trương Phi. Người phụ trách của Thường Ích tức giận, lập tức rời bỏ. Phiền quá đi. Chị à, chị lên hình cũng rất ăn ảnh. Thôi đi, không biết nặng nhẹ. Mẹ à, mẹ xuất viện, sao không nói câu nào hết? Đừng gọi là mẹ, ta không có đứa con như con. Mẹ à, hôm qua là con không đúng, nên con đã cố ý chạy về để xin lỗi mẹ. Mẹ không nhận. Đừng nói như vậy mà, mẹ nói như vậy trong lòng con cũng cảm thấy rất khó chịu. Mẹ dễ chịu, bây giờ mẹ vô cùng dễ chịu. Mẹ hỏi con, con bảo mẹ phải làm sao thu dọn tàn cuộc. Cái gì chứ? Không cần phải thu dọn. Dù gì vấn đề tiền vốn cũng đã giải quyết.
Mẹ à, con biết mẹ đang suy nghĩ gì. Mẹ muốn tốt cho con, muốn tốt cho công ty, muốn tìm một chỗ dựa. Nhưng mà mẹ biết không, suy nghĩ này của mẹ không đáng tin. Con cứ nói thẳng là mẹ già rồi chứ gì. Không phải, con không có ý này. Mẹ thấy con chim đó chưa? Nó có thể đậu vững trên cành cây không phải vì nó tin tưởng cành cây, mà nó tin tưởng vào đôi cánh của mình. Con tin tưởng vào đôi cánh của mình, có phải không? Đủ lông đủ cánh rồi, không ai quản được nữa, có phải không? Mẹ nói cho con biết, rồi có một ngày con sẽ ngã tới mức tan xương nát thịt. Mẹ xem mẹ kìa, không phải chỉ là không liên hôn thôi sao? Mẹ có cần phải mắng con như vậy không? Mắng cái gì? Mẹ mắng con thì sao? Mắng con tự đại, mắng con tự cho mình là đúng. Mẹ à, con nói cho mẹ biết, con không kết hôn với Trần Giai Tử là có nguyên nhân. Là nguyên nhân gì? Tưởng mẹ không biết chắc, là con hồ ly tinh làm loạn thôi. Mẹ cho con một cơ hội, con nhất định sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Tới lúc đó mẹ sẽ hiểu tất cả. Đừng ăn quá nhiều thịt. Không ăn thịt lấy sức đâu mà mắng con. Bố à, con đi làm đi. Không được không được, bên ngoài có rất nhiều phóng viên kéo bác đòi phỏng vấn. Bác nói mình là người giúp việc, bọn họ mới thả cho đi. Vậy phải làm sao? Cháu không thể cứ ở trong nhà. Không được, con không thể đi. Con không thể ra ngoài để người ta chặn lại, hỏi này hỏi kia. Nhưng mà cứ ở nhà như vậy cũng không phải là cách. Muốn đi làm à? Cầu xin em đi. Cô Trương, ra rồi kìa. Cô Trương à, nói vài câu đi. Có thể phỏng vấn không? Nói vài câu đi. Làm ơn cho chúng tôi phỏng vấn. Cô Trương à, nói vài câu đi. Bên này, nhìn bên này. Cô Trương, muốn phỏng vấn tôi à? Đây là ai vậy? Trương Phi. Giám đốc Trần, chào mừng cô quay lại. Nữ thần mặt lạnh. Cái gì mà nữ thần mặt lạnh? Bây giờ cô là người đứng đầu trên tìm kiếm Weibo nữ thần mặt lạnh. Đừng có chọc tôi nữa. Bây giờ cô là người nổi tiếng của công ty chúng ta. Hôm nay mới sáng sớm đã có một đám phóng viên chặn trước cửa đòi phỏng vấn cô. Không dễ dàng gì mới đủ được bọn họ đi. Nào ngồi đi. Trương Phi à, bây giờ cô là biển hiệu sống của công ty chúng ta. Đúng rồi, đoạn phim tuyên truyền mà lần trước hai người làm, một mực mời hai người tới buổi công chiếu. Tôi không đi đâu, đừng làm loạn. Bên phía đầu tư là tập đoàn tài chính lớn của Singapore, cổ đông lớn của chúng ta, không thể đắc tội. Thực ra người ta cũng muốn mượn danh nữ thần mặt lạnh của cô để tạo chút tiếng tăm thôi. Ông chủ đó tôi từng gặp là một người rất tốt. Vậy được rồi. Sao hả? Có phải sau này chỉ có lời của giám đốc Cao cô mới nghe không? Còn lời của tôi thì không có tác dụng. Giám đốc Trần ạ, đừng có chọc tôi nữa. Tôi đang rối lên ạ. Được rồi, dù gì ngày mai mới chính thức bắt đầu làm lại. Hôm nay về nghỉ sớm một chút. Được rồi. Làm sao đây? Ở nhà một đám phóng viên, ở đây một đám phóng viên, phải làm sao đây? Tôi nói cô nghe, nữ thần mặt lạnh, lát nữa tôi đưa Thành Thành đi ăn, cô đi chung đi. Được thôi. Hôm nay tôi tới là để thông báo với cô, tôi đã ký tiếp hợp đồng với Yên Vũ Tiêu Tương. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho vợ và con tôi. Là ý gì chứ? Không phải đã nói sẽ bán cho tôi sao? Sao đột nhiên lại bán cho Lý Tư Tiến? Tôi cũng không còn cách nào khác. Cô Trần à, tôi là một người làm ăn, giá cao thì bán thôi. Anh không để ý tới cô con gái ở nước ngoài của mình à? Tôi đương nhiên là để ý. Con gái tôi đang yên ổn ở trường. Tôi chắc chắn cô cũng không thể hoàn toàn khống chế được. Anh đang qua cầu rút ván. Anh có biết hậu quả
khi rắc tội với tôi là gì không? Tôi không cần sợ. Vợ với con tôi đều ở nước ngoài, tôi có gì mà sợ? Cô nói đi. Cô Trần à, chút chuyện giặt kia của cô tôi đã điều tra rõ ràng hết rồi. Nể tình cô từng giúp đỡ tôi sẽ không truy cứu. Ngoài ra, sau này lúc bàn chuyện làm ăn với người ta, cô đừng ngồi dặm phấn suốt như vậy, cũng đừng tới trễ, tôn trọng người ta một chút. Còn nữa, cà phê ở đây rất là ngon. Đó là loại người như các anh cảm thấy ngon thôi, tôi uống không quen. Được rồi cô Trần, cô đừng giả vờ nữa, chẳng ai cao quý hơn ai. Còn nữa, tôi khuyên cô một câu, còn trẻ tuổi như vậy thì đừng dở thủ đoạn, bằng mặt không bằng lòng. Bề ngoài thì lừa gạt mẹ người ta, làm như vô cùng thân thiết, đằng sau lại đâm một dao vào doanh nghiệp của người ta. Ai thèm hợp tác cùng cô? Buổi tối tôi nằm mơ còn bị dọa tỉnh dậy. Anh, cháu, cô. Bố ơi, tại sao lại dẫn con tới đây? Bởi vì con thích nhà hàng này. Hơn nữa cô Trương Phi cũng chưa ăn cơm, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Được. Thành Thành, hôm nay cô mời, con muốn ăn gì? Cái gì cũng được, chỉ là không ăn cay. Thành Thành, bố hỏi con có biết cô Trương Phi thích ăn món gì không? Món ngọt, thông minh quá đi. Bố gọi món cho con nhé. Được, cô Trương Phi, cô dẫn con qua khu vui chơi đi. Được, xuất phát. Cô dẫn con đi chơi, Thành Thành phải ngoan đấy, đừng chạy lung tung có biết chưa? Dạ. Cô à, qua đây, xếp gỗ cùng con đi. Được, cô xếp cùng con. Con muốn xếp cái gì? Vậy con xếp ngôi nhà đi, ngôi nhà nhỏ. Chúng ta xem tiếp phải làm sao nha. Xếp một tòa lâu đài màu xanh, có được không? Dạ được. Mảnh gỗ đó phải lấy ra trước. Con nói xem. Đúng rồi, cái này. Được rồi, đây. Để ở đây. Từ từ, từng cái một. Đâu là mái nhà? Đúng rồi, đặt lên trên cùng. Trương Phi à, ở đây chỉ có hai phần ăn. Cô ăn phần người lớn hay là phần trẻ em? Giống Thành Thành. Đều được. Được rồi. Nào, cái này đặt lên trên cây cột. Cái này là cây cột đúng không? Hai cái này dựng lên như vậy. Ăn từ từ thôi. Nào, ăn chút canh đi. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Uống chút nước. Lau miệng. Cô Trương Vi, cháu muốn đi tiểu. Đi thôi. Cháu tự đi được không? Giỏi lắm. Cẩn thận nha. Thằng bé tự làm được à? Thấy sao rồi? Rất tốt. Tôi cũng không biết có thể chăm sóc nó tốt không nữa. Thật xin lỗi. Đúng, nói là mời cô ăn cơm, kết quả là bắt cô ăn cơm với bố con tôi. Đừng nói như vậy, giám đốc Cao, tôi rất thích con nít. Hơn nữa Thành Thành vô cùng đáng yêu. Tôi cũng phát hiện lúc có cô ở bên, thằng bé vô cùng vui. Bình thường công việc tôi bận rộn, không có thời gian cho nó. Mỗi lần chỉ có hai chúng tôi ăn cơm ở đây mới cảm nhận được niềm vui giữa hai bố con. Tôi cảm thấy anh thật sự không dễ dàng gì. Giám đốc Cao à, tôi có thể làm một chút cho anh. Cũng chỉ là một chút thôi. Tôi cũng cảm thấy bản thân rất là vui. Trương Vi à, cảm ơn cô. Đừng khách sáo mà. Tôi vô cùng cảm ơn hai người đã giúp tôi có thể cân bằng. Được rồi, có món đồ này tặng cho cô. Tôi nghe nói gần đây cô ngủ không ngon, nên đã tải vào đây một vài bài hát ru ngủ.
Cô thử xem, không chừng có tác dụng. Được rồi, cảm ơn anh, giám đốc Cao. Có cần tôi xem thằng bé như thế nào không? Không sao đâu. Quay lại rồi à? Đã rửa tay chưa? Dạ rồi, giỏi quá đi. Nào lau tay. Cô gấp cho cháu một miếng nha. Nào. Đây, từ từ thôi. Ăn thêm một chút trong biển. Hái miệng ra cô đút cho. Nào, giỏi quá đi. Uống thêm chút canh nữa nha. Từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn. Tư Tiến có phải không? Vào đi. Hôm nay mẹ sao rồi? Còn sao nữa, khó chịu. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Bình thường gia tử đối xử với con tốt như vậy, sao nó có thể như vậy? Nếu không phải có con thì tới bây giờ mẹ vẫn không hay không biết. Bây giờ mẹ đã tin con trai của mẹ chưa? Mẹ xem đi, trước đây Trần Gia Tử đã chuốc cho mẹ canh mê hồn gì. Được rồi, mẹ cũng đừng tự trách. Sau này bớt qua lại là được. Xem ra con đã lớn rồi, trưởng thành rồi. Mẹ cũng già thật rồi. Già gì chứ, mẹ không già, còn rất là đẹp. Đừng có dỗ mẹ, mẹ biết mà. Nhưng mà mẹ cảm thấy trên con đường kinh doanh, thực ra muốn có một người bạn vô cùng khó. Còn việc có thêm một kẻ thù chỉ là chuyện trong phút chốc. Dù con có thông minh cách mấy cũng không đề phòng được người ta ngán chân con. Xem ra lần này quan hệ với nhà họ Trần đã sụp đổ hoàn toàn. Sụp đổ thì thôi. Con vẫn nói câu cũ, từ khi bắt đầu chúng ta không nên quá hy vọng vào họ. Thêm nữa, bây giờ chúng đầu tư đã có chỗ dựa, không phải tốt lắm à? Được rồi, mẹ đừng buồn nữa. Vừa mới về, mẹ nghỉ ngơi đi. Buổi tối con kêu gì làm vài món cho mẹ. Có ăn với mẹ không? Có ăn chung với mẹ. Mẹ nghỉ ngơi đi. Giám đốc Lý, tin tốt, ra ngoài. Vào đi. Doanh thu của các nhà hàng đều tăng 5%. Giám đốc Giang đã biết chưa? Vẫn chưa. Chỉ cần thành tích kinh doanh tốt thì việc lên sàn chứng khoán chắc là không thành vấn đề. Anh đi đâu? Chủ tịch, hôm nay vừa mở phiên chứng khoán, giá cổ phiếu của Thường Ích đã giảm mạnh. Bên ngoài đều đang bàn tán, nói chúng ta không khởi sắc, thế nên phải chuyển ngành. Còn nói Yên Vũ Tư Tương không hợp tác cùng chúng ta là vì có nội tình. Được rồi, đừng nói nữa. Bỏ tài liệu xuống. Gọi Gia Tử vào đây. Dạ. Bố tìm con à? Ngồi đi. Đây là tài liệu của bạn bố, con xem đi.
kỳ ai. Bố yên tâm đi.